xăng. Đổ xăng đi. Đổ về nhà em chơi không? Gì? Về nhà em nè. Đổ xăng ghế, đổ xăng ghế. Ba mươi đi chị. Ô đầy luôn rồi. Gì? Anh có nước rồi. Anh có nước rồi, em cứ lấy đi. Em đi tô có hai đua xe thôi. Má bộ bộ lớn quá sao làm rồi. Cổ bộ này đua không lại đâu má ơi. Nhìn thấy cổ bộ con này 135 khủng quá. Mình là anh em Racing Boy. Ok, hello mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi luyện tập vài cái skill mới với lại cà khịa. Thật sự luôn á, không phải là đây là cái tập mà phải nói là coi chán trường rồi đúng không? Anh em coi, nếu mà coi kênh mình lâu là phải gọi là coi chán trường luôn rồi. Mình ghi cà khịa nhưng mà không có cà khịa mọi người. Thì chỉ bắt đầu đi ngang qua vậy thôi à, cũng có giao lưu, nói chuyện rất là vui vẻ, kết bạn Facebook. Thậm chí là mình còn cho tem đồ cái kiểu. Chủ yếu là giao lưu thôi nha. Tại vì cái chữ cà khịa nói thẳng ra là mình dùng á, mình để cho nó mang cái tính chất vui thôi. Chứ mình rất là hiền và mình rất là thích giao lưu với anh em. Cho nên có gì anh em nào mà quá nhạy cảm vui lòng bỏ qua. Rồi, hôm nay mình tiếp tục đi cà khịa Racing Boy. Chọi thằng này. Thằng Văn nó chen bên phải. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhìn nó Racing Boy dễ sợ không? Đội nón bóc nè. Cái này là báo nè, báo thủ nè. Này báo địa phương. Ở phía trước là Lan Ngọc nha. Lan Ngọc đi đẹp màu 55 jean. Chưa có độ stun. Sắp tới sẽ lên full stun giống như mình. Giờ thì chưa. Có nhiều bạn á, rủ mình lên chơi. Nói chung là cái thời gian nó không có cố định nha mọi người. Tại vì công việc đồ đi làm á, xong tới chừng hôm nào mà được xếp cho nghỉ sớm á, thì mới đi chơi. Chứ còn mà muốn đi chơi khó lắm. Thành ra hẹn anh em hơi khó lắm nha. Họ hẹn không có được. Cho nên cái gì anh em thông cảm mình lần thứ hai trong video này nha. Lần thứ nhất là thông cảm cái chữ cà khịa. Lần thứ hai là thông cảm về những cuộc hẹn không thể nào mà gặp được. Có duyên thì mình sẽ tặng tem cho anh em. Chứ còn hẹn thì không hẹn được. Trời ơi. Mém. Hai lần đi quay đi ngang chỗ này đều thấy mấy ảnh. Thường mấy anh chèo á, bắt cái bạn lớn lên này nè. Nó như như Racing Boy bên này là bị bắt chắc. Trên cái đường này chỉ được đi hai lane này thôi. Lên trong với lên giữa thôi chứ không được đi lên ngoài. Tới khúc này tự nhiên cả ba người đều có cảm giác có người theo dõi. Trong đó đó. Trong đó còn đường chạy mà lo gì. Okay. Gì? Đó, mà đi đổ ra, chạy lại. Tự nhiên giữa trưa có ông này nằm đây ngủ. Rất đáng nghi ngờ. Bây giờ bóp vô xong bóp ra đi rồi chi ai đâu phải đâu, khác người mà. Hồi nãy đi chiếc xe quay hay xe rim gì á, này là chiếc tay ga mà. Thằng này là thằng nãy mình vừa đi ngang. Ừ, thằng này mãi mình vừa đi ngang mà. Có nào được theo chiếc tay không? Không.
giờ vô trong kia chơi. Vòng qua cái lan can hoành lại cái. Tới cái lan can nha, kẻ hở đó hoành lại. Coi coi nó, coi coi nó đi theo mình không. Bé gì trời. Mới chạy vô đi cà khẽ đi xin bo chưa kịp. Chưa kịp cà khẽ ai là bị một đối tượng lạ dí rồi mọi người. Trời. Cái thằng đầu tiên á thì cái quần nó hơi xanh. Cái thằng nó mới lượt mình đây nè. Thôi cứ báo khúc này đi. Đi đường này đi, đường này đi, lát xuống. Lát xuống, lát xuống. À ghê quá, chuyến cà khịa bất ổn. Vừa mới chạy vô cái địa phận này thôi, tự nhiên thấy ai đó gượt gượt dí sợ quá mọi người ơi. Lần trước là có mấy video hơi hot ở đây này đó, mình để đó cho các bạn coi ha. Bị bị anh Giang với anh Hồ dí sợ quá cho nên giờ cũng phải cẩn thận. Vừa cẩn thận mấy mấy anh hừ dịnh với vô hàng. Nói chung á là cẩn thận không bao giờ là dư thừa cả. Dòng lại, dòng lại. Nhi. Không, giờ đi xuống dưới cái đây rồi chạy qua cái sân bự nãy. Cứ chạy qua chạy lại vậy nó không làm được gì đâu. Tại vì hai cái khu này là của hai khu vực khác nhau luôn. Tức là cái khúc này là của Bình Chánh, bên kia của giống như của Long An vậy đó. Nó khác nhau vậy đó. Nó khác xã. Nó khác xã nhưng mà vấn đề là nó kiểu như là nó phân ra tuyến đường nó bắt. Mà nó cũng không rảnh đâu, thường nó bắt cuối tuần không à. Thôi cứ đi đi, đổi sao. Thôi anh Ngọc có búa không? Quay về phải lấy búa đi. Ừ, quay đi. Với lại đường này còn đi được kìa. Thôi, lúc này thôi. Hết đường này được rồi. Ok nè. Hả? À vậy hả? Ô cái tiếng máy nó bị gì vậy? Nó bị xuống lòng anh. À. Sao mới được anh đậu cái tay nha. Quá dữ, quá dữ. Cái gì? Lộn trả lại. Đâu phải. Cái bay lắm anh Cường. À giống thôi chứ không phải anh Cường. Có bị mấy ông ấy chặn không? Không nào. Hình sự? Không. Không hả? Sao anh thấy nó rào đồ ghê quá vậy? Cái gì là cái gì không? Sao anh thấy nó rào gì ghê quá vậy? À. Chiếc xe út mạnh dữ trời. Ghê thiệt. Chiếc xe của mình độ stun cho nên nó chạy không có nước hậu. Mà chiếc xe út 110. Ừ 110. Độ kiểu gì mà chạy đúng ghê luôn. Ao ao 62 đúng không? 62 lần hả? Quá căng vậy. Mày cho mày cái tem báo quá báo. Anh hết cái tem đó rồi. Trời. Đổ tem kia không à. Cái gì? Nãy thấy bên đó có mấy ông quần xanh á. Thôi bỏ đi. Và chính xác là ngay lúc này, mình phát hiện một nhóm người bất thường tiến đến chỗ tụi mình. Mấy người đó là ai vậy? Mấy người đó là ai? Ngay lập tức thì hèn em Văn Nguyễn nó phát hiện gì đó và chạy ngược trở lại.
các bạn để ý ông này nha, ông quay đầu rượt theo mình. Toàn kiểu này phải chạy lẹ rồi. Lẹ lẹ đi em ơi, lẹ đi em ơi. Quá chạy còn lẹ hơn mình nữa. Nấp gió mới kìa mọi người ơi, giờ nấp gió chạy không lại rồi. Chiến cà hẹ bất ổn thiệt chứ. Chiến cà hẹ bất ổn vậy. Trời ơi à, bữa nay thật sự luôn mọi người, bữa nay mình không nói được gì nhiều hơn. Gọi là giống như là câm lặng luôn vậy đó, không có nói được luôn. Bữa nay đi chơi là mình đã thấy nó hơi kỳ kỳ ở trong lòng rồi. Hôm nay để coi có cái điểm gì nó nhắc nhở mình trước mà mình không để ý không ta. Lúc mà mình ra cái bánh xe mà nó hơi mềm một chút xíu. Nhưng mà à, bữa nay có một cái đềm, nó chính là mình bốc đầu lên mà gió, không khí gió nó mạnh quá, nó không làm cho mình tập trung được. Mình cứ bị lao đao, gió nó cứ tạt qua tạt lại nè, nó làm cho mình bị lao đao. Không phải là mình đổ thừa gió gì nha, nhưng mà có một cái đềm nhỏ. Ghê quá. Có một cái điểm nhỏ nó đã nhắc nhở mình mà tại mình không để ý, nhưng mà không sao, đã chạy được. Ghê quá. Em thấy sao vậy? Nó đó đúng không? Đó, anh thấy mình vừa bóp xong, anh đáp xuống. Hả? Thì đúng rồi, nãy anh vừa bóp xong anh rớt xuống là nó gượt anh liền luôn á. Ừ, anh thấy em mắc rồi. Đồ mắc tình tướng dữ trời. Bị gượt giết có kinh nghiệm hả?
sau đó tụi mình đến một địa điểm khác để chơi và lại tiếp tục chạm mặt. Ok mọi người, sorry mọi người vì hôm nay... Trời! Cái là... Cái gì vậy? Bởi sao bữa nay bất ổn vậy ta? Vô tính nói luôn. Trời. Vậy giờ sao ta? Vậy giờ sao? Mình cứ chạy bình thường mình chưa làm gì mà. Má bất ổn quá ta giờ. Nó mới đi ngang á. Vậy được đúng không? Ổn không? Ổn thì tiếp. Chạy lại chứ mấy chứ đó bình thường. Bữa nay kỹ ta. Đi ra đi cà khẽ bị rượt chạy vòng luôn. Kinh khủng thiệt. Hên ghê mọi người, hồi nãy mình có đổ xăng đầy bình luôn á, cho nên mình có thể chạy liên tục từ bây giờ cho tới 9 giờ tối luôn. Cho nên hả, có vấn đề gì cũng không sao. Nói chung là chiếc xe này nó sẽ cân được. Mà ghê quá, nãy chạy sợ luôn. Hay là mình đi ra chỗ nào mình nghỉ xíu đi. Chỗ nãy bị dí anh ơi, chỗ nãy bị dí cho nên đang chạy mất tiêu rồi. Ở đây thấy bất an quá, đi ra ngoài đi ha. Thì trong đó nữa là một chỗ nữa làm gì bác? Kìa, coi cái chiếc này là làm cái gì nè. Nhìn đèn là biết đây xin bò. Đây xin bò hình sự. Má hữu thế sẵn không. Ừ. Thiệt mà nãy anh đang chạy, thấy thằng Văn chạy trước, thằng Văn hạ xuống cái thằng Văn ngoắc là anh thấy nghi rồi. Trên cậu đổ xuống cái thì anh tới nơi cái nhìn qua anh thấy mẹ nguyên con. Nói chung là nó được quyền làm khó mình đi. Thì mình né đi cho chắc, lỡ nó câu vợ cho mấy thằng kia lên là tới công chuyện mình luôn á. Mà thằng đó đi chung với 5-6 xe. Đâu, đi có mình. Nó đi một mình, nó chỉ quay trước. Ngoài sau nữa phải không? Hồi nãy anh tính đi ngược chiều nó luôn. Hồi nãy anh tính bắn ngược chiều nó ra ngoài kia luôn, mà tại ra kia bí đường. Ra kia nó chặn ngang cái là lỏ luôn. Không phải, thường mấy thằng trong này nè, mấy đua xe mà dạng mà không biết á nha. Nó chạy lên tới ngay chỗ mà có mấy con bò nãy á, ngay cái đường mà nãy vòng qua á, lỡ đứng đó rồi. Nó đứng đó tưởng đâu thoát. Nó đứng đó ai ngờ đứng đó là cái thời gian mà nguy hiểm cho mấy thằng kia vòng lên. Còn mình là nãy mình chạy quá nhanh. Nhanh quá mất quy định luôn rồi, bắn cái dẹo mất tiêu rồi. Thôi, đi vô trong kia luôn không? Đi Ngọc. Hết hứng hả? Quéo hả? Hút đưa hút cho làm tỉnh táo hả? Lên TV nè anh em ơi, hi hi. Ok các bạn nha, đại khái là an toàn rồi. Ra tới đây mà không thấy có vấn đề gì là ok rồi. Thật sự luôn, cái video ngày hôm nay mình không biết nói gì luôn á mọi người. Vừa mới khởi đầu video vô một cái mà là thấy tới công chuyện thiệt chứ.
Nãy giờ là coi như là mình mất đi khoảng 70% lý trí để mà nói chuyện luôn á. Không biết nói gì luôn, lo tập trung mà kiếm đường chẩu thôi anh em. Ghê quá. Rồi, ok mọi người nha. Thì cái chuyến cà khịa hôm nay rất là bất ổn luôn. Không thể nào mà ổn hơn được cả. Nói chung là ghê quá. Thôi hy vọng anh em cũng sẽ thích cái video này. Mặc dù cà khịa không thành công cho lắm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha. Bye bye.